nhà ơi xem đúc pháo nha. Cái này ở bên Mỹ nè các bạn ơi, người ta đúc pháo mà ăn ăn ngày lễ gì ăn mừng ngày lễ mà mình á. Nó che phớt rồi nên không có quay được. Nghe pháo đốt mà nín thở luôn á. Rồi quá luôn các bạn ơi. Rồi chắc là ngưng một hồi nó đốt tiếp nữa đó. Đó bên hông này nữa. Vô nhà xong rồi mình nghe đốt nữa mình chạy ra. Đó, phía bên này chắc đốt pháo nhỏ quá, nghe nổ không có lớn. Đó, nổ lên nữa rồi nè. Mình tính là một bộ phim rồi người ta nghỉ đốt rồi các bạn, mà mình vô nhà cái nghe đốt nữa chạy ra nữa. Lần trước thì giờ này tấu quá không dám gần trước cửa, đứng bên hông nhà thôi không có dám gần trước.
Bên đó người ta đốt pháo nhỏ sát cái thằng gạo. Thôi cả nhà ơi, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bây giờ mình đi vô nhà thiệt luôn rồi đó. Giờ này chắc tắt rồi. Đó, ở đây đốt rồi. Nè cả nhà, đó, thấy cái đột nó sai sai không? Cả nhà thấy không? Khi rảnh rảnh ra tập cho nó ốm. Rồi bye cả nhà nha, cả nhà ngủ ngon nha. Bây giờ mình đi vô ngủ tối rồi.